Sống đời chứng nhân hay nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn người người khen thiên Chúa vì những công trình Chúa dành cho tôi, vì những công trình Chúa làm cho tôi. Chúa vì lấy chi đền đáp ơn người, lấy gì đền đáp ơn người. Đời tôi là một bài ca thiết tha mặn mà, sống luôn chan hòa. Sống đời chứng nhân hay nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay, hoặc chuyện khó tin nhưng có thật, thứ sáu mùng 8 tháng 9 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ sáu mùng 8 tháng 9 2023. Sống đời chứng nhân hay chuyện khó tin nhưng có thật. Xin gửi lời chúc mừng tất cả các bà các chị, những người nhận Đức Maria làm bổn mạng nhân ngày sinh nhật Đức Mẹ. Chuyện Đức Mẹ cũng là chuyện khó tin nhưng có thật. Khó tin ở chỗ nào mà có thật ở chỗ nào? Chuyện đó xảy đến thế nào được? Đức Mẹ cũng nói chuyện đó xảy đến thế nào được? Vì tôi không biết người nam thì làm sao mà tôi có con được? Tôi giữ mình đồng trinh làm sao tôi có con được? Chuyện khó tin. Nhưng có thật. Vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Ngay từ đầu. Cho nên chúng ta làm những cái gì đều dựa vào Kinh Thánh, chứ đâu phải là mình nghĩ ra hay là mình tạo ra hay là mình bịa ra. Không, ngay từ trong Kinh Thánh, đối với Chúa mọi sự đều có thể, thì mọi sự đối với con người là không thể, có nghĩa là chuyện khó tin. Nhưng mà đối với Chúa thì đều có thể, nó đều có thật. Đấy chứ, sao người ta có thể tin được? Một người phụ nữ muốn sinh con thì phải tiếp xúc với người đàn ông, phải hai người phải giao hợp với nhau thành vợ chồng mới sinh con được. Đây không biết người nam mà sinh con, chuyện khó tin mà có thật. Đức Mẹ sinh Đức Giêsu. Cho nên những gì mình làm, những gì chúng ta làm luôn dựa vào Kinh Thánh mà làm. Ta chẳng có gì mà đi chật khỏi truyền thống giáo hội, khỏi Kinh Thánh, khỏi giáo lý, khỏi thanh truyền hết. Bám chắc lấy đó mình đi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Đấy cũng là một chuyện hơi khó tin nhưng mà có thể có thật. Đấy là chuyện mà chúng tôi đi tìm một cái chủ đề cho Trung Thu. Năm ngoái thì là Trăng Tín Thác rồi. Vừa rồi thì mới Đức Mẹ Về Trời thì là Khát Vọng Về Trời. Bây giờ bảo rằng là sắp đến Trung Thu rồi, làm sao mà làm được một cái chủ đề nào cho nó mang tính lòng thương xót trong đó. Ngoái Trăng Tín Thác rồi, hôm nay thì trăng gì đây? Nói vừa rồi là Khát Vọng Lòng Thương Xót, Khát Vọng Cà Phê là Khát Vọng Lòng Thương Xót, Khát Vọng Về Trời. Còn bây giờ Chủ Nhật 17 tháng 9 mình làm chủ đề gì đây? Chuyện khó tin mà có thật, đó là chúng tôi cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, chúng tôi chầu Thánh Thể, chúng tôi lần Chúa mân côi và cứ xin Chúa soi sáng cho mình, mở đường, mở trí, mở lối cho mình. Cứ mỗi chương trình này xong là bắt đầu cầu nguyện để chương trình kế tiếp. Cứ như thế, cứ như thế. Đó cũng là chuyện khó tin mà có thật. Tại vì một năm trời, cứ coi như là mỗi tháng một chương trình đi, là 12 chương trình. Mà mỗi chương trình thì lại một cái hình thức và nội dung đều khác nhau hoàn toàn. Nhưng vẫn có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt là lòng thương xót. Dù Đức Mẹ, dù mùa đông, dù mùa xuân, dù mùa hè, dù mùa thu, vẫn cứ lòng thương xót. Dù là Noel hay là Tết hay là Trung Thu, vẫn cứ lòng thương xót. Mùa chay, mùa phục sinh, mùa Giáng sinh cũng cứ lòng thương xót. Mà hình thức nội dung lại cứ khác, mà chủ đề thì không thay. Cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt nó không thay đổi. Ai làm được chuyện đó? Chúng tôi đâu phải là những nhà đạo diễn đâu, phải những biên kịch đâu. Mà tôi nói thật với anh chị em, tôi đã nhờ đạo diễn đồ mà họ không làm được, tôi mới đành phải làm. Chứ không phải là
Tôi không nhớ. Một đạo diễn từ miền Bắc chuyên môn, nổi tiếng tôi không dám nói tên, vô đây làm việc với tôi một tháng cũng không xong. Rồi ba chị khác còn từng biên kịch ở giáo xứ, rồi làm biên đạo múa đủ mọi thứ, tôi nói cũng không xong. Rồi mấy em mới tốt nghiệp đi du học về, đến con mới, tự con mới tốt nghiệp đạo diễn nước ngoài về, vì tự con đang không khí thế. Tôi nói đối với tôi cái phương tiện tôi sẵn sàng, tôi không ngại, chi phí tôi không có ngại, nhưng mà quan trọng là cái nội dung có truyền tải được ba chiếc lời tờ sở của tôi hay không, bằng những hình thức phải là phong phú, đa dạng và mới lạ, chứ tôi không đi sáo mọt. Làm được thì bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Vô thử nghề, thử nghiệp, làm xong bảo lắc đầu. Tất cả. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đố các bạn biết nguyên nhân duy nhất đó là gì? À, không cảm được lòng thương xót là gì. Phải cảm được á, bao nhiêu người, nhạc sĩ cũng vậy. Tôi đưa ý tưởng để mà sáng tác bài hát lòng thương xót Chúa. Một thời gian chả làm được, bảo không ra chơi. Người không cảm được. Hát trên trời dưới đất gì đó, tình yêu chung chung chung, Chúa mẹ chung chung được, mà về lòng thương xót Chúa mình phải dìm mình vào. Vũ Đình Ân là một thí ví dụ điển hình nhất. Nhạc sĩ Vũ Đình Ân hồi xưa làm nhạc cũng chưa ai biết đến mấy, rồi làm nhạc lòng thương xót, tôi bảo anh đến anh hát đi, anh đi dự đi, mỗi tuần anh mới nhìn thấy biển người như thế nào, thấy họ được chữa lành, họ cầu nguyện sốt sáng ra sao. Rồi anh viết từ những cái anh cảm nhận được. Lúc đó mới ra những bài hát. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Mới ra được chứ còn khó lắm. Cho nên những đạo diễn rồi những biên kịch, rồi những biên kịch phim, biên kịch gì đó đến và ra đi hết. Thì con không làm được. Tôi 6 tháng trời sửa tới sửa lui, sửa tới sửa lui, đến tận nơi rồi rú mọi thứ mà vẫn không ra. Mà nói, tại vì họ duy nhất một điều là họ chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Cho nên khi mà làm những chương trình như vậy thì chúng tôi phải cầu nguyện để xin Chúa cho con cảm nhận được trong ánh trăng này lòng thương xót Chúa ở chỗ nào, nhận được lòng thương xót Chúa ở chỗ nào. Mới nói khát vọng trăng. Khi mình khát vọng trăng, trăng tần ngần ẩn hiện. Trăng có phải lúc nào cũng tròn không? Không. Đẹp như trăng 16, trăng 15 là trăng tròn, nhưng mà 16 mới là đẹp đúng không? Nhưng mà sau đó thì 30, tối như đêm 30, có thấy nó đâu. Rồi có lúc trăng lưỡi liềm. Thế nên mình khát vọng trăng, nhưng mà trăng tần ngần ẩn hiện. Lúc thì tròn vành, lúc thì mờ mờ, lúc thì xanh xanh đủ thứ hết. Cho nên tôi ước muốn, tôi khao khát, tôi đang khát vọng trăng. Tôi đang, những cánh trăng tròn là những điều mà tôi ao ước, những điều tôi khao khát. Có bao giờ tôi thỏa mãn được không? Lúc được, lúc không. Mà ngay cả lúc thỏa mãn được cũng lại chán. Đúng không? Anh mới đổi xe à? Sao vậy? Anh, tôi nhớ cái đêm mới 6 tháng anh đưa cái xe, nhờ tôi làm phép, anh bảo này là số 1 rồi mà. Một con với vợ con là phải đấu tranh lắm, giành giụm mãi được cái xe lý tưởng rồi mà, sao vì lại chán? Thấy chưa? Nhớ anh nói tôi cái xe đó không? Anh khoe rồi anh chùi, anh đắp mền, rồi chỉ đi lễ hội mới dám chạy thôi. Còn bây giờ để... Thấy chưa? Cho nên mình khát vọng trăng. Khát vọng cái gì tròn trịa, cái gì mà hoàn mỹ, cái gì hoàn hảo. Là người mà cầu toàn. Mà chả bao giờ toàn hết, toàn cầu không. Chứ bao giờ. Khát vọng tình. Tình lảng tránh vu vơ. Em chợt đến, chợt đi anh có biết. Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau. Để anh nói tiếng thơ dài vọng lại. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc văn. Tình nó đến rồi nó đi, nó vu va vu vơ. Này,
Sao ngồi buồn vậy? Mới tuần trước hai đứa dắt nhau đến đây ngon lắm mà. Rồi bỏ tính sắp làm đám cưới mà sao giờ đâu rồi? Mới tuần trước là tình tròn tròn trịa, bây giờ thất tình cũng tê tê, bây giờ tê tái thất tình. Tội nghiệp. Cho nên khát vọng tình cũng không được. Khát vọng nhân gian cười dè biểu. Chúng tôi khát vọng nhân gian đón nhận lòng thương xót Chúa. Nhưng mà khi mà đem lòng thương xót Chúa đến cho nhân gian, muốn đưa nhân gian quy về lòng thương xót Chúa thì họ dè biểu. Những cái bánh trung thu lòng thương xót Chúa, họ thích lắm. Nhưng mà đưa cũng màu vàng vàng. Này, chọn đi. Bánh trung thu với lại máy lòng thương xót Chúa, chọn cái nào? À, vẫn chọn bánh. Cho nên khát vọng nhân gian đón nhận lòng thương xót Chúa, nhân gian dè biểu, không muốn, không khao khát. Anh khát thì anh uống, chứ còn tôi không khát. Thích này. Vì vậy mà luôn tiện nói luôn. Nói tiếp thì, rồi thì nói cho nó luôn. Khát vọng trăng, khát vọng tình, khát vọng nhân gian, khát vọng người. Nãy nhân gian là người mà người viết chữ thường. Khát vọng người, khát vọng nhân gian dè biểu. Khát vọng người, người viết chữ hoa, người là ai? Là Chúa Giêsu. Khát vọng người, người trao tình xót thương. Trao hết tình xót thương. Và khi mình đón nhận tình xót thương của Ngài rồi, mình mới lấy lòng thương xót ấy mà đắp vào cánh trăng cho nó tròn. Chỉ có lòng thương xót mới đáp ứng được cái ước muốn của anh thôi. Anh ước muốn cái xe mà anh không thỏa mãn được, nhưng mà lòng thương xót sẽ cho anh thấy rằng là anh thỏa mãn được với lòng thương xót Chúa thì những cái đó anh chẳng còn khao khát gì nữa. Tình cũng vậy. Con người cũng vậy. Vì con người chưa biết đến lòng thương xót Chúa nên họ chưa khao khát. Bây giờ Chúa đến to cho con người thấy được lòng thương xót thì họ không còn dè biểu nữa. Vì chưa nếm được, nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo như thế nào mà họ chưa nếm được, cho nên họ dè biểu. Còn có người đã nếm được rồi, như tôi và như anh chị em đây, chúng ta được phước chứ chẳng phải mình hay gì đâu. Trước tôi cũng dè biểu lắm mà nha, tôi chê bai lắm mà nha. Gì mà đọc kinh, giang tay, lòng thương xót, gì mà Chúa, gì Chúa còn xanh xanh đỏ đỏ, tia tia gì nữa. Tôi cũng dè biểu vậy thôi. Nhưng mà Chúa chụp dịch lấy. Chúa trao tình thương xót. Bây giờ tôi khát vọng Chúa bao nhiêu thì Chúa trao bấy nhiêu, và tất cả những cái khác đối với tôi chả là gì nữa rồi. Không còn phải cái này, phải cái nọ, phải cái kia. Bây giờ thì sao cũng được, miễn là có lòng thương xót. Cho nên cái chủ đề mà chúng tôi chọn là khát vọng trăng trong đêm diễn nguyện 17 tháng 9 2023 tại quán cà phê Khát Vọng. Vì ngày 29 tháng 9 là ngày Trung Thu, chúng tôi làm trước đó để dành thời giờ mà đi nơi khác. Là ngày 16 tháng 9, rồi ngày 18 tháng 9. Những ngày đó chúng tôi đi Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, rồi đi ngược về Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long để trao mấy ngàn phần quà Trung Thu kèm với lồng đèn, với cây nến và những phần quà cho những người nghèo. Rồi đỉnh cao nhất là đêm thứ Bảy, chúng tôi lên đường 23 và 24 Chủ nhật, đi đến tận Cà Mau, khánh thành hai cây cầu lòng thương xót đã đóng góp để xây dựng. Chúng tôi bao luôn hai cây cầu đó cho bà con, rồi phát 1.200 phần quà, rồi 1.200 phần bánh trung thu cho bà con ở đó. Đặc biệt là chúng tôi làm văn nghệ trung thu. Tại sao mình chỉ làm cho cà phê Khát Vọng cho bà con ở Sài Gòn thưởng ngoạn mà không đưa về cho tận cái vùng xa lắc xa lơ cuối đất nước là mũi Cà Mau để cho những người đó cũng được thưởng ngoạn lòng thương xót trong ánh trăng, khát vọng trăng, họ cũng đang khát vọng vậy.
Cho nên anh em chấp nhận là đưa đồ đoàn hết, âm thanh, ánh sáng, đồ đoàn hết. Có như thế nào đưa hết về đó, múa lân, múa trống gì hết đưa về đó. Người ta đem về thành phố để người ta biểu diễn, ta kiếm danh, kiếm lợi. Còn mình thì buông bỏ thành phố. Cớ sao em lại bò phố lên rừng? Chúng tôi khùng khùng mới làm chuyện đó thôi. Đưa hết đồ đoàn về dưới Cà Mau để làm. Thế thì đó là những cái chuyện khó tin. Nhưng khó thật. Khó tin lắm. Ngay cả chúng tôi cũng chẳng tin nổi. Thật. Làm xong còn không tin rằng mình làm được như vậy. Cứ như là cơn mơ vậy thôi. Vì trước đó bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu là trùng trùng điệp điệp những thử thách, những cảm trở. Mà Chúa cứ cho lướt đi nhẹ, lướt đi nhẹ, lướt đi nhẹ. Với điều kiện là phải dìm mình xuống. Không còn cái tôi gì trong đó mới được. Còn khi nào mà có cái tôi nào nổi lên là bắt đầu có lợn cợn liền. Bắt đầu có sóng gió liền. Còn tất cả đều dìm hết xuống để vinh quang Chúa thôi. Chấp nhận mình không làm cái này, không làm cái nọ, không làm cái kia. Cái không làm nó còn khó hơn cái làm. Bắt tôi ngồi yên còn khó hơn 10 lần bảo tôi đi hoạt động. Tôi chấp nhận ngồi tự trói chân trói tay mình còn khó gấp ngàn lần là bảo tôi lên làm bất cứ gì. Nhất là lên mà điều động, điều phối mà làm nhảy nhót trên chương trình. Nhưng mà Chúa bảo, mày nằm im để tao làm. Chúa làm gấp 10 lần hay. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Thế tuyệt vời như vậy. Thế cái tuyệt vời nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà mấy người nhận ra, chuyện khó tin. Nhưng khó thật. Nó ngồi im thì lại ngon. Là sao? Tao bảo, mày không biết làm ngồi im chỗ cho tao. Biết thì thư thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Mà đối với Chúa, dựa cột mà nghe còn ngon hơn là mày cứ thư thốt, nói lung ta lung tung. Để tao nói, để tao làm. Chúa ra tay. Những anh em mà nghĩ rằng họ không có thể làm được, sao mà mấy đứa nó học làm được? Nó đâu có chuyên nghiệp, nó đâu có chuyên môn, nó đâu có bài bản, đâu có trường lớp nào đâu. Mà Chúa cứ dùng nó. Làm gì Chúa? Làm gì Chúa? Rồi bao nhiêu ca sĩ chuyên nghiệp về hát. Không có hồn. Không có hồn. Chỉ trình diễn không xong. Cho nên là chọn những người nào mà phải có hồn mới là hát. Hay sau cái hồn. Hồn rồi mới hay. Chứ không phải hay rồi mới hồn. Không. Chuyện khó tin. Nhưng khó thật. Đây toàn là cái gì đâu không à. Mình diễn thấy không? Nó cứ cho khoe, cho ngỗng, cho càng ngỗng gì đâu. Đó. Những cái đó mà lại là những cái có thật. Cho tôi cái sập giấy này. Dưới nữa. Đó đâu. Không phải, phải. Dưới nữa. Đó. À, đưa đấy cho. Vì cái sập giấy này ấy, là những cái chuyện khó tin không có, nhưng mà có thật nó nằm trong này. Tôi phải ghi lại. Nhiều quá sao nhớ, nhiều chuyện quá sao nhớ. Cứ bảo tôi lắm chuyện nhé, lắm chứ cũng phải quên nhé, không nhớ được hết. Đây là những chuyện khó tin, nhưng có thật là nằm ở đây này. Nằm ở đây. Thứ nhất là có một chị đến gặp tôi, nói con là Isabel Nguyễn Thị Thúy, 56 tuổi. Tôi nói bà có nói lộn không? Bà 56 hay là bà 65? Hay là 75? Nói con mới 56 à? Mới 56 mà nhìn như là người 65 hoặc là 75 tuổi. Ở mãi Sóc Trăng, ở cái xứ rất là nghèo, xứ Mỹ Phước gì đó. Bà đưa theo hai đứa cháu nội, hai đứa cháu gái, đứa 7 tuổi, đứa 9 tuổi thì phải. Hay đứa, chắc vậy. Hay là đứa 6, đứa 8 gì đó. Hai đứa con gái, à, đứa 7 tuổi, đứa 8 tuổi. Đứa chị là Lê Thị Kim Ngân, 8 tuổi. Và đứa em là Lê Thị Kim Tuyền, 7 tuổi. Nói hai đứa cháu, con lên đây cha mấy lần để hôm nay mới có dịp ngồi nói chuyện với cha. Bảo bà lên mấy lần rồi, bảo vâng, con lên mấy lần rồi. Hai đứa cháu này là cháu nội của con. Là bố nó là con trai của con.
nhà con lấy ông chồng. Ông chồng của con, hai vợ chồng mới đẻ ra được 8 đứa con, 7 anh con trai, 1 đứa con gái. Mà 7 anh con trai thì đứa lạc đạo, đứa rối đạo, đứa bỏ đạo, đứa xì ke, đứa nghiện ngập đủ thứ. Cái thằng bố của hai đứa bé này là con thứ ba. Nó ăn chơi, rồi sau đó thì hai vợ chồng đẻ được hai đứa này, con vợ nó bỏ đi trước. Bỏ đi trước, có để lại hai đứa con. Thì là hai đứa con thì bố nó thấy vậy, tính là thôi, không có gì nuôi nó, bán bớt đi, đứa. Nhưng mà con cương quyết, con không cho nó bỏ đi, nhất định phải nuôi nó. Thằng bố nó thấy vậy, nó bảo bà nuôi thì nuôi, cái bố nó bỏ luôn. Là mình con nuôi hai đứa cháu này. Chồng con, lúc mà ông còn khỏe, ông nhậu nhẹt, ông nguy phá phách, và ông đánh đập vợ con. Cứ mỗi lần nhậu về là đánh đập đuổi ra ngoài vườn, mấy mẹ con kéo nhau ra vườn. Đến mãi về sau mà bà bảo, Chúa thương sao cho ông bị não, ông mới nằm một chỗ, ông mới đỡ nhậu, đỡ quậy, không còn sức mà nhậu mà quậy nữa thì đúng hơn. Rồi sau đó là bây giờ bà nuôi ông ấy nữa. Bấy thằng con, thằng nào cũng trời ơi, trời đánh thánh vật. Con thằng nó hiền nhất là vì nó mới có 35kg à. Nó bệnh tật theo 35kg, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chưa hết, mẹ con 75 tuổi, mẹ con mới 75, còn con là 56. Cha nói vậy, mẹ con, tuổi mẹ con, mẹ con mù, không ai nuôi. Con vừa nuôi mẹ mù, nuôi chồng bệnh, nuôi cái thằng con ốm, nuôi thêm hai đứa cháu nội, không bố không mẹ. Tưởng là cháu bà nội tội bà ngoại, bảo sao không đưa về cho bà ngoại. Bà chết luôn rồi, ông bà ngoại chết luôn rồi, không còn ai nữa. Anh chị em nghĩ tưởng tượng, còn cái nỗi khổ nào hơn không? Bảo còn cha, còn có một mình con đi làm, không có biết chữ. Cả nhà chẳng được ai biết chữ, bố con không biết chữ, mấy thằng con cũng chẳng nào biết chữ. Và tới hai đứa bé này, đứa 7 tuổi, 8 tuổi cũng không biết chữ. Vì lý do là không có tiền cho nó đi học. Hỏi hai đứa bé này mơ ước của con là gì? Con mơ ước là được đi học để biết chữ. Hai đứa 7, 8 tuổi, không hề biết chữ nào. Bà ấy về thành phố đi làm, làm mướn, không biết chữ cho nên là nó lừa, đủ mọi thứ lừa hết. Rồi cuối cùng nó quỵt tiền của bà luôn. Bà cũng chẳng có tiền. Rồi cái tay thì, tay trái thì bị đứt gân, yếu, không cử động mạnh được. Tay phải mới bị gãy. Chân trái bị tay biến, nhẹ, bây giờ đi cả nhắc. Lưng, cột sống bị yếu, bác sĩ bảo phải mổ. Con không có tiền mổ, nó cho thuốc uống, đỡ. Rồi con lên xin thuốc, nó bảo không cho nữa, phải mổ. Bảo không có tiền mổ thì sao? Nó bảo không có tiền mổ thì nó không cho thuốc. Các bạn nghĩ coi, chuyện khó tin, có thật của ngày hôm nay. Con đạo gốc mà mấy con cái của con nó bỏ hết trơn. Bây giờ con quay về với Chúa, con lên với cha, là nhờ một cái chị ở bên Củ Chi. Chị thấy vậy, chị mới nói dắt con lên. Mà hai lần trước con lên là con không có được nói chuyện với cha vì đông quá. Hôm nay ta thấy hai đứa bé dễ thương quá, với ít người tôi mới nói chuyện, bà mới kể ra như thế. Nhưng cái điều quan trọng nó khó tin hơn nữa là như thế này này. Cha có biết không? Sở dĩ con quay về với Chúa là vì cái bà ngoại đạo, bà lên cha, bà về quê con, bà cho cái máy. Ngoại đạo cho con có đạo, bỏ đạo cái máy, con mới nghe. Con nghe tới, nghe lui, nghe tới, nghe lui, riết con ghiền. Ghiền con mới tìm, mày mò, tìm lên. Con tìm đến với cha, từ trong quê của con ra tới cái bến xe đó. Ba bà cháu đi bộ 5 cây số. 5 cây số, đứa bé 7, 8 tuổi, ba bà cháu dắt đi. Không có tiền mà mua lấy một ly nước mà uống.
đói mức độ mà cho cái gì ăn cái đó, mà lẽo đéo đón cái xe từ miền quê lên tới bến xe, rồi từ bến xe cứ vậy đi hỏi đường đến trung tâm mục vụ. Bà cháu dắt mình ráp nó gại lại, nó bảo lên nó chở đi, không không tôi biết đường rồi, gần đây. Bảo sao bà không lên nó chở đi, tiền đâu trả. Lần thứ ba tôi mới ngồi nói chuyện được, bà mới kể tất cả những cái chuyện đó ra. Chưa hết, có những chuyện khó tin hơn. Đem cái máy này, cha cho con mấy cái máy, 10 cái con về phát. Phát cho những người trong xóm, xóm con tội lắm cha ơi, xứ nó nghèo lắm, cha xứ lo được mỗi cơm, mỗi gạo cho má con thôi, còn cả nhà con là cha xứ không có lo nổi. Xứ con cũng nghèo lắm, tội nghiệp cha lắm. Con nên con phát cho đầu làng cuối xóm cái máy này. Họ trợn trừng mắt lên bảo bà nghèo như thế này, bà có tiền đâu bà mua máy. Nói ông cha cũng cho, bà làm sao mà lên được ông cha Long mà cho. Bà tôi lên ấy. Chuyện khó tin. Đâu với người mình biết quê với đó đâu, cũng biết đường đi mà bà không có tiền đi mà làm sao mà lên tận đây mà kiếm được cái máy mà cho họ. Phát cả người có đạo không có đạo, hai chuyến rồi, mỗi chuyến 10, mỗi chuyến 20 đem về phát hết. Không, chưa hết, con sang bên mấy cái, đi sang Long An với sang Hậu Nghĩa gì đó đi phát. Cứ đi bộ vậy, không có tiền xe. Rồi bà nói con lên cha cầu nguyện. Cầu hoài không có tiền, mà sao bà cứ đi vậy? Cầu hoài không có tiền nhưng mà có Chúa. Bà nói tôi cúi đầu bái phục bà. Con có Chúa, con cầu hoài không có tiền mà con có Chúa. Ngược lại, có những người đầy đủ mọi cái hơi bị khủng hoảng vì tài chính hay là phá sản tí, vì mấy ngàn tỷ bị đóng băng, thì chỉ cần cầu có tiền, không cần có Chúa. Bà cầu không có tiền mà có Chúa. Vậy đủ rồi cha ơi. Con chỉ khao khát một điều cho hai đứa con có đi học được thôi. Chưa hết, không có nhà. Có đứa em của bà ấy, có căn nhà của mẹ để lại. Đáng lẽ thì hai chị em ở chung, nó đuổi đi luôn. Ba bà cháu, thêm cái ông chồng là bất toại đó nữa, cứ lết hết hết nhà này sang nhà khác kiếm chỗ trọ. Tin nổi không? Nó như vậy đó thưa anh chị em, mà rất vững tin, tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, không hề ca thán, kêu ca, cảm giảm, trách móc, không hề. Vẫn cứ đi nữa không? Dạ đi nữa. Hỏi đứa ba, hỏi đứa bé này, đi không? Đi, đi bộ 5 cây số mệt không? Mệt. Có đói không? Đói. Có khát không? Khát. Sao mà con không mua gì ăn? Không có tiền. Đi nữa không? Dạ đi. Là sao? Lên đây vui không? Vui. Rồi bây giờ cha kiếm người mấy người đại giàu giàu đó, rồi gửi con về với mấy gia đình đó nhá, để con được đi học, được có tiền, được ăn, được uống. Đi không? Không. Sao vậy? Con ở với bà nội. Nghĩ đi. Con ở với bà nội, không đi. Anh đi không? Con đi không? Đi ngay thôi. Mà hát, hiệp hành với lòng thương xót Chúa. Không biết chữ, bảo sao hát, con nghe cha hát, hát theo. Sao ông hành, nó cứ song thành. Nó nghe mà nó đâu biết chữ. Đưa nó, bảo không cha, không, cha nó biết đọc thôi mà chứ đưa nó hát được. Song thành bên Chúa lòng xót thương. Tôi nói mày hát bài, con hát bài song hành. Không, con không biết hát. Không biết bài gì, bài song thành. Song thành nó biết hát, mà song hành nó không biết hát. Vì nó nghe. Nó lỡ được chữ này chữ kia. Hai chị em song thành bên Chúa lòng xót thương, song thành bỏ hết mọi vấn vương. Câu chuyện khó tin nhưng khó thật này vẫn xảy ra. Hàng ngày tôi gặp nhiều lắm. Nhiều khi kể lại
người ta bảo tôi giàu tưởng tượng. Tưởng tôi tưởng tượng ra. Hay là tưởng tôi, hồi xưa thì bảo tôi sắp xếp dàn dựng. Tôi bảo nếu mà tôi sắp xếp dàn dựng được vậy thì tôi cũng phục tôi sát đất đó. 1000 câu chuyện, không câu chuyện nào giống câu chuyện nào, không tình tiết nào trùng lặp lại. Mà họ nói một cách trơn tru như vậy, muốn thuộc lòng cái đó mà cất rồi. Một câu chuyện không muốn thuộc lòng, mấy người nhà quê mà nói ngon ngọt như vậy, anh nghĩ tính bằng bao lâu? Tháng trời không biết có thuộc không. Thấy không ạ? Mà họ nói, một lúc lên bà nói, tôi ngồi tôi không khóc được nữa, chứ đừng nói mà khóc được. Có khóc mình không khóc được nữa. Vì nó đến tận cùng mà không kêu ca, không trách móc, vẫn cứ không có tiền nhưng mà còn có Chúa. Cứ vậy, cứ cầu nguyện. Chả biết chữ gì hết, bảo sao về bà lần chuỗi được. Thì con nghe cha trong máy rồi cha cứ đọc, con đọc theo chứ con đâu biết chữ đâu. Rồi cứ đi dạy người ta cũng dạy thuộc lòng vậy. Đó là chuyện khó tin. Nhưng có thật. Chị tên là Maria Phạm Thị Sớm, 47 tuổi, ở Bảo Lộc. Chị bị u tuyến vú. Bác sĩ nói là 3 tháng đi khám. Bác sĩ nói là chữa trị trong vòng 3 tháng. Mà với tình trạng của chị như thế này thì đang là khối u lành. Nó sẽ biến thành khối u ác. Chị nghe vậy chị sợ quá. Chữa sao mà chữa bỏng, cái này là triệu chứng này nó sẽ biến chứng thành u ác thôi, 3 tháng. Rồi mới nhóm Bảo Lộc có mấy anh chị em mà đi loan truyền lòng thương cho Chúa đó, mới giới thiệu, chị than thở, trách móc, đem về máy về nghe sách, về đọc, chữa về lần. Rồi 3 tháng sau đi khám lại, bác sĩ bảo từ lành đến ác. Bây giờ 3 tháng sau đi khám lại, từ lành đến hết. Chuyện khó tin. Bác sĩ không tin nổi. Sao kỳ với tôi, thử nghiệm tôi khám hết cỡ rồi, tôi bảo chỉ có như thế này thôi, nó biết đâu ra. Nói Chúa chữa tôi biết đâu được. Lòng thương xót Chúa. Rồi chồng chị là Phêrô Lê Văn Định, 50 tuổi, bị bưu ác trong thanh quản. Cũng vậy, thấy vợ như vậy thì chồng cũng tin, rồi đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi Chúa cho gặp thầy gặp thuốc, bây giờ khỏe mạnh, béo tốt, ăn uống bình thường, chả sao cả. Đến bác sĩ cũng bảo sau cái biếu mà nó đi đâu mất tiêu rồi. Lúc đầu ông bị cái biếu ở trong thanh quản nói đâu có rõ. Bây giờ đi xong rồi về nói rõ ràng, ăn uống bình thường. Rồi lúc đi đến thì rất mệt, mà cầu nguyện xong về thấy khỏe. Mà hơn thế nữa, đấy là sau 2 năm bỏ Chúa không xưng tội, thì bây giờ Chúa cho mở miệng ra nói được để mà đi xưng tội. Bây giờ đi lễ hàng tuần, rước lễ lần chuỗi và đi loan truyền lòng thương xót Chúa, rất là khỏe cả hai vợ chồng. Chuyện khó tin nhưng có thật. Thấy hai vợ chồng bế đứa bé nó vào, nói đi đâu thế, bảo con đi đến để con tạ ơn. Bảo từ đâu về đây mà tạ ơn, bảo con ở xứ Văn Lãng ở giáo phận Thái Bình, con đến để con tạ ơn. Bảo tạ ơn chuyện gì, bảo nói chuyện khó tin lắm cha, nhưng mà nó có thật. Đấy là con nay 39 tuổi, bị hiếm muộn cũng 10 năm. Rồi đi đủ mọi thứ, bác sĩ khám bệnh đủ mọi thứ, vẫn không có được đứa con. Khao khát, chỉ còn biết chạy đến với lòng thương xót Chúa thôi. Khao khát lòng thương xót Chúa hơn là khao khát có con. Khi mà khao khát lòng thương xót Chúa hơn là khao khát có con thì Chúa ban cho con có thai. Và khi có thai, cha biết là lớn tuổi mà có thai cũng cực lắm. Nó hành đủ mọi thứ rồi đe dọa là sẽ bị thế này, bị thế kia, đủ mọi thứ, lo lắng. Nhưng mà vẫn khao khát lòng thương xót Chúa,
để Chúa cho có đứa con như thế. 8 tháng thì phải sinh và sinh mổ. Rất là khó khăn. Ta 9 tháng 10 ngày đây, 8 tháng đã phải sinh và sinh mổ. Bây giờ sinh được đứa bé, con đặt tên nó là Augustino Ngô Minh Tuấn. Đây, bế đứa bé đó, đưa lên cho mọi người coi. Đứa bé này vừa tròn 5 tuổi lúc cha ở giáo điểm tin mừng. Đến cầu nguyện và bây giờ, tại vì con muốn đến để tạ ơn nhưng mà cha đã rời giáo điểm tin mừng. Về trung tâm mục vụ suốt gần 5 năm con tìm kiếm cha. Con lặn lội từ ngoài Thái Bình vô chỉ để vợ chồng con đến nói 2 chữ tạ ơn Chúa, 3 chữ tạ ơn, 4 chữ hay 5 chữ đi, tạ ơn lòng thương xót Chúa đi, mấy chữ, 6 chữ đi. Chỉ cần nói vậy rồi, chúng con đi về. Hai vợ chồng bế đứa bé đi về trong tiếng tạ ơn. Chuyện khó tin nhưng có thật. Chị ấy tên là Anna Trần Thị Kim Oanh, 46 tuổi, ở Đền Thánh Cao Mại, giáo phận Thái Bình. Chị vô, chị nói, con đến để con tạ ơn thôi. Bảo, được ơn gì? Bảo con bị bệnh gọi là bệnh phình động mạch, treo tràng trên bụng dưới. Tôi nói cái tên gì, cái bệnh gì mà nó dài dòng, nó lạ thế. Bảo, đây là một bệnh hiếm trên thế giới. Chỉ có 15 trường hợp mà ở Việt Nam con là một trường hợp trong 15 trường hợp trên thế giới. Cho nên các bác sĩ là phải tìm mọi cách, họ cũng thích thú, thích ở cái chỗ là có những bệnh lạ đấy, họ mới có dịp để họ khám phá, tìm tòi, họ mới tìm đủ mọi cách mới bắt đầu mổ chân ra, lấy cái động mạch hay gì đó rồi nối lên cái bụng gì đó, họ làm cái kiểu gì đó hay lắm, rồi sau đó đem vào trong phòng cấp cứu để mà mổ cấp cứu. Rồi con sốt đến 39 độ và con nằm trong phòng xong, mà sau khi mổ rồi đó, nằm trong phòng hồi sức. Ta nằm 1-2 ngày ra, con nằm tới 1 tháng trời. Và bác sĩ bảo cái phần sống nó chỉ có 30%, mong manh lắm. Mà mổ từ 14 giờ đến 21 giờ 30. Ca mổ thành công là vì khi mà bắt đầu mổ con cầm chuỗi con lần. Bác sĩ nói không được cầm cái gì trong khi mổ vì sợ nhiễm trùng. Họ lấy lại chẳng hạt thì con lấy tay con lần. Con cứ lần chuỗi, lần chuỗi, lần chuỗi, lần chuỗi. Cho đến lúc mà mê man không biết gì. Thì lúc mà tỉnh dậy con mở mắt ra thì con thấy con được khỏe như thế này. Con đến để con tạ ơn Chúa. Chuyện khó tin. Một người bên Mỹ về. Chị tên là Marta Lê Thị Kim, 62 tuổi, ở California. Chị nói con về đây để con làm chứng cho anh trai của con. Anh trai của con là Giuse Lê Văn Thể, 65 tuổi. Đi biển đánh cá xa bờ. Đi phải 1 tuần là mới tới. Xa cái cỡ như vậy. Rồi có khi cả tháng, 2-3 tháng mới quay trở về. Nhưng mà lúc mà đi đánh cá ở ngoài đó thì bị tai biến ở ngoài tàu. Lúc đó là 12 giờ đêm. 12 giờ đêm như thế làm sao mà đưa về trong đất liền được, vì xa lắm. Xa lắm, có khi đi thời gian mà gọi là thời gian vàng, lúc mà bị tai biến là cái giờ vàng á, mà không cứu kịp là coi như là một là chết, hai là bại liệt luôn, không có chữa được nữa. Thì cái giờ vàng đó không thể nào kịp được. Không thể kịp được vì nó quá xa bờ. Cho nên còn lúc đó có tên có một chị là chị Hải ở Hawaii mới báo tin. Và anh con ở quá xa không thể đưa vào bờ ngay được, không phải đưa vào bệnh viện ngay được. Cho nên lúc đó mới gọi điện về. Rồi chị của con ở Việt Nam này mới đến cha và xin cha khấn, vì có một chị con ở Hawaii đã biết đến cha cho nên mới nói, gọi điện thoại về cho người nhà ở đây nói cha khấn. Anh con lúc đó vẫn còn đang là hôn mê chưa biết gì, đang ngoài bãi, ngoài biển. Rồi sau đó mới đưa
ảnh lòng thương xót Chúa cho anh ấy, anh mê man không biết gì cả. Rồi mới máy bay, lúc đó mới ra ngoài tức hơi, mới đưa vào trong. Rồi khi mà đưa vào như vậy thì đường nó đi quá xa và có nhiều trở ngại như vậy. Cho nên cả gia đình chỉ có biết súng nhau lại mà cầu nguyện với lòng thương xót Chúa thôi. Nói vừa nhắn tin cho cha, cha nói là bây giờ cầu nguyện lòng thương Chúa cho anh ấy đi. Thì vừa khóc vừa cầu, cứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa, vừa khóc vừa cầu. Rồi ngay đêm hôm đó lại nhắn tin lần nữa để xin cha cầu nguyện. Đến khi mà nhận được tin, cha nhắn tin trả lời là cha cầu nguyện cho như vậy. Thì 24 giờ sau máy bay mới đưa được anh ấy vào trong bờ. Mà anh chị em biết bị tai biến chỉ có giờ vàng, nó đâu có được lâu như thế, chỉ có bao nhiêu cỡ một tiếng thôi, 2 tiếng là quá lắm rồi, đi 24 tiếng mới đưa vào trong bờ. Rồi khi mà đưa vào trong bờ thì anh như là một cái xác chết rồi, người ta nói không hy vọng gì nữa, nhưng mà thôi cũng còn nước còn tát, mới đưa anh vào trong bệnh viện. Đưa vào trong bệnh viện, anh như là một cái xác chết. Người ta bảo bao lâu rồi, hơn 24 tiếng rồi, bác sĩ đều lắc đầu hết, nhưng mà họ cũng cố gắng hết sức. Sau một đêm anh ấy tỉnh lại, bình thường tỉnh táo, mọi người đến thăm anh còn nắm tay tạ ơn Chúa. Các bác sĩ không nghĩ rằng anh có thể tỉnh sớm được như vậy, ít nhất là cũng phải vài tháng mới có thể tỉnh được, vì tai biến mà sau 24 tiếng mà đến tỉnh lại. Rồi hiện nay anh ấy đã chỉ có sau 3 ngày thôi là ra khỏi phòng cấp cứu, bây giờ cuộc sống trở lại bình thường. Con thấy ơn nó lạ quá, chuyện khó tin. Con phải bay từ Mỹ về đây con gặp cha để nói cho cha biết mà tạ ơn Chúa. Chỉ như vậy thôi, rồi mai con ra phi trường con đi về. Giống như đi từ Sài Gòn ra Biên Hòa không có đi về vậy. Thì chúng ta thấy rằng là có những cái chuyện mình không thể tin được, nhưng mà đó là chuyện có thật. Vì đối với Chúa không gì là không thể. Cho nên Chúa mới nói rằng không ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta mà phải thất vọng bao giờ. Không phải là thất vọng nghĩa là mình xin gì thì được đấy, không phải. Đừng nghĩ như vậy. Nếu mà xin gì được đấy, vậy Chúa là người đầy tớ mình như lấy nước. Đưa cái bánh đây. Đưa cái bút đây. Chúa là người đầy tớ mình bảo là sao làm vậy hả? Không phải. Khi mình tín thác vào Chúa là mình đặt như gia đình cầu nguyện khấn khoán này, xin Chúa rồi Chúa để cho chuyện gì xảy ra vẫn cứ tín thác vào Chúa, vẫn cứ tin rằng đó là quyền năng lòng thương xót của Chúa đang thể hiện những cái gì tốt đẹp nhất theo thánh ý Chúa chứ không phải theo ý mình. Khi mình cầu nguyện như vậy, chuyện xảy ra còn hơn những gì mình mong ước. Còn mình cứ bắt Chúa phải làm theo như mình, có khi làm theo như mình còn nguy hiểm hơn. Sao giờ bà ngồi buồn vậy? Chồng con tháng trước bà mới đến tạ ơn vì chồng bà khỏe, mà bà cứ khấn bảo cho phải chắc cậu cho chồng con người khỏe. Chồng con bị tai nạn giờ nằm chỗ giờ khỏe. Giờ khỏe là sao buồn? Khỏe rồi đi chơi. Trước đâu nằm giường ấy, thì hai vợ chồng tối lần chuỗi lòng thương xót Chúa, ông không đi đâu được. Giờ ông khỏe rồi 12 giờ đêm chưa về, gọi đi ở đâu ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ phê hay phủ chăn. Nhiều người buồn phải không? Tôi đã nói bà rồi mà, tại sao bà không nghe? Rồi cứ bắt Chúa phải làm theo ý bà là cho chồng con khỏe. Họ tha để ở năm đó mà hai vợ chồng tối sớm có nhau, không đi đâu được. Cho nên có những cái mà mình thấy đúng là khó tin, nhưng mà nó là có thật. Chỉ khi nào mình tín thác vào Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì mình mới được sự bình an và thấy rằng là đối với Chúa mọi sự đều có thể. Mọi sự đều có thể. Cho dù là khó tin nhưng mà vẫn có thật. Hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Giờ mình hướng về một đấng mà mình khởi đầu và bây giờ mình cũng kết thúc. Nhờ mẹ đến với Chúa. Qua mẹ ta đến với Chúa. Trong ngày sinh nhật của mẹ, anh chị em mình cùng hướng về mẹ, lấy trang 125, kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 125 và hát bài tận hiến cho mẹ, nhớ lại ngày mình được sinh ra, được làm con người
làm con Chúa và mình được làm tông đồ của lòng thương xót Chúa. Những ân phúc đó xin cùng với mẹ để tạ ơn Chúa và chạy đến với mẹ tận hiến cho mẹ để làm những công việc mà Chúa muốn, vì mẹ nói Ngài bảo gì các con cứ làm theo. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Hỡi Maria, xin mẹ nhận lấy tâm thân xác hồn con đến hiện dâng. Quyết chi thánh hoa nhờ mẹ với mẹ, vững chi chiến đấu vì mẹ trong mẹ. Nước mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha muôn đời.